Xin chào mọi người quay lại trở lại với kênh Nguyên trên mây, Nguyên on cloud. Trong video ngày hôm nay thì Nguyên sẽ chia sẻ một cái trải nghiệm về Tata Show ở Vin Wonder Nha Trang 2024. Trong video này thì các bạn thấy thì Nguyên đang quay cái cảnh mình đi cáp treo từ bên đất liền sang đảo để xem cái Tata Show. Một cái hình ảnh hoàng hôn rất là đẹp cùng với con thuyền rẽ sóng đi rất là bình yên. Rồi Nguyên sẽ giới thiệu về Tata Show, một cái siêu phẩm triệu đô ha, thì nó có gì hay. Tóm tắt là theo cái thông tin trên các website báo chí thì cái thế giới vạn hoa, nơi hình thành được từ cái đẹp thiên nhiên, thì muôn hoa và côn trùng, thì có một cái nàng công chúa xinh đẹp tên là Tata, hiền lành, và nàng sống tại lâu đài của mình cũng tên là Tata luôn. Một ngày nọ thì một cái cuộc gặp gỡ với hoàng tử đại dương đã mang đến cái sự hòa nhập của hai cái thế giới là thế giới vạn hoa và thế giới đại dương. Song song đó thì luôn tồn tại một cái thế lực bóng tối, một cái ác ma mang trong mình một cái âm mưu đánh chiếm viên ngọc hạnh phúc, nơi mà đã cất giữ viên ngọc chính là lâu đài của Tata. Thì trong một lần dạo chơi cái vườn địa đàng ở cái đồi vạn hoa thì công chúa và hoàng tử đã không có phòng bị và đã bị nữ hoàng bóng tối đã lợi dụng cái cơ hội đánh cướp và bắt đi hoàng tử và cướp đi cái viên ngọc và hạnh phúc. Thì với cái sự giúp đỡ của khỉ Monta và vẹt Peta thì công chúa Tata đã chiến đấu giải vây, cứu được hoàng tử đại dương và cùng với hoàng tử đại dương chiến đấu với nữ hoàng bóng tối. Với sự dũng cảm của mình thì công chúa Tata và hoàng tử đại dương đã đoàn kết lại, cũng như là hai cái thế giới là vạn hoa và đại dương đã đánh bại được cái nữ hoàng bóng tối và đem lại hòa bình cho mọi người. Lấy lại được cái viên ngọc hạnh phúc. Song song đó thì Tata, này công chúa Tata đã nhân hậu và không có xử tử nữ hoàng bóng tối mà cho nữ hoàng bóng tối một cái cơ hội được sống. Và cái sự tha thứ này thì thể hiện một cái thiện, cái đẹp trong tâm hồn của cái văn hóa Việt, tức là cái kết có hậu á. Rồi còn có 40 giây nữa đếm ngược thì Tata Show sẽ bắt đầu. Thì Nguyên tóm tắt trước về một cái câu chuyện thông qua cái show này thì mang lại một cái hình ảnh mới mẻ là một cái vũ trụ cổ tích, những cái nhân vật cổ tích mới do Vin Wonder sáng tạo ra. Và đó là cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, sự chiến thắng của cái chân thiện mỹ lên ngôi và nhờ sự dũng cảm trong sâu thẳm mỗi con người. Rồi bây giờ thì còn 10 giây, 9 giây, 8 giây. Mời các bạn bắt đầu xem Tata Show siêu phẩm triệu đô tại Vin Wonder Nha Trang.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
还是真高大。